Hello, tin vui tới rồi các bạn ơi. Cái con rua cà rốt của mình nó lột xác xong rồi. Hôm bữa mình làm cái video kiểm tra cán của nó, xong mình cho nó vô cán, là chiều hôm đó nó chui xuống cát nằm im dưới đó luôn. Chui rất là dứt khoát, không có trồi lên trồi xuống gì hết nha các bạn. Khi nó mới chui lên thì nó rất là sung. 5 giờ sáng là mình nghe nó bò lọp cọp trong cán rồi. Mới chui lên là nó không muốn ở trong cán nữa, nó chỉ muốn ra ngoài thôi các bạn. Mà thấy hơi kỳ các bạn ơi, sao bất thường quá. Lần trước nó mới lọt xong là ngày 16 tháng 10, thế mà tới ngày 17 tháng 11, tức là một tháng sau, nó lọt nữa các bạn. Tin nổi không chứ, quá là kỳ cục luôn. Nó đâu có nhỏ đâu ta, sao nó lọt nhiều lần vậy? Mà thôi kệ đi, mình thấy nó còn khỏe đó. Mấy hôm nay nó ăn uống rất là tốt, gần như là ngày nào cũng ra ăn. Vậy là được rồi, để mình theo dõi nó sát hơn coi làm sao. Chứ mình cũng chưa biết nó bị cái gì nữa. Ngày 17 tháng 11 á, thì nó chui xuống. Tới ngày 5 tháng 12 nó chui lên, tức là được 18 ngày. Lột 18 ngày đối với nó là bình thường, nhưng mà lên ăn uống có một tháng rồi lột nữa thì đó là bất thường. Mình nuôi nó 2 năm 7 tháng rồi mà chỉ có vài tháng trở lại đây là nó mới lột xác kiểu như vậy thôi. Hồi trước nó không như vậy, lâu lắm nó mới lột,